Sở thú ở Mexico City chào đón sự ra đời của em bé hu cao cổ, tính từ Mexico City. Thành phố Mexico City đã được nhìn thấy cư dân mới nhất tại sở thú Chabutabec, đó là một chú hu cao cổ, được sinh ra vào ngày 13 tháng 3 và nó đã xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên vào ngày thứ Hai, ngày 20 tháng 4. Chú hu cao cổ con này vẫn chưa có tên và được sinh ra từ bà mẹ hưu tên là Kayla và bố là Bossum vào sau 15 tháng thai ngén với cân nặng 50 kg. Những con hươu cao cổ sinh con trong tư thế đứng thẳng, cho nên các bé hươu cao cổ sẽ chào đời bằng cú ngã từ độ cao 1,5m xuống đất. Các nhân viên vườn thú cho biết, chú hươu con đang rất khỏe mạnh và tò mò, trong khi người mẹ Kayla chăm sóc hươu con rất tử tế, nó luôn quan tâm và gần gũi đứa con của mình. Trong những tuần đầu tiên, chú hươu con sẽ nhận được sự chăm sóc toàn bộ từ mẹ của mình. Nhưng khi đến 18 tuần tuổi, chú hươu con sẽ không cần phải chăm sóc nữa mà có thể sống độc lập. Công chúng đã được mời đến để lựa tên cho chú hươu cao cổ con. Theo tin từ chính phủ của Mexico City, thì có ba tên gọi của người châu Phi đang được lựa chọn. Thứ nhất là Alice, có nghĩa là tình thương. Thứ hai là Omari, có nghĩa là cao nhất. Và thứ ba là Chia, có nghĩa là trái tim. Giám đốc vườn thú là Juan Arturo Rivera cho biết, sở thú cần có những chú hưu cao cổ mới để nhân giống. Điều này sẽ làm đa dạng hóa yếu tố di truyền và bảo đảm sức khỏe cho những con non được sinh sau này. Hưu cao cổ ăn lá cây, búp non và các loại quả mọc trên cây và bụi rậm. Với chiều cao khác thường của mình, khu cao cổ là loài vật cao nhất hành tinh. Việc này cho phép chúng chạm đến những cọn cây cao nhất và không có loài thú ăn cỏ nào khác chạm tới được. khu cao cổ có nguồn gốc từ vùng đồng cỏ và bán sa mạc của miền Nam Châu Phi, với những con trưởng thành có thể sống từ 25 cho đến 30 năm và có thể phát triển cao hơn 6 mét và nặng đến 1.300 kg. Sở thú thành phố Mexico City được thành lập năm 1924 và được xem là một trong những sở thú tốt nhất tại châu Mỹ Latin. Có nuôi dưỡng hơn 2.000 con vật và có hơn 200 loài vật được công chúng viếng thăm. Sở thú này không thu tiền và có từ 5.5 đến 8 triệu lượt khách viếng thăm mỗi năm.